Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu mình là Dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên đây và giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới. Đó chính là dòng sản phẩm viên uống X mẫu lợi nhi hỗ trợ tăng số lượng và chất lượng sữa mẹ. Sản phẩm viên uống X mẫu lợi nhi được chiết xuất hoàn toàn từ các loại dược liệu thiên nhiên quý hiếm, có tác dụng bình can, kiện tỳ, giúp phụ nữ sau sinh ăn ngon miệng, tăng hấp thu, tăng chuyển hóa, đồng thời lấy lại vóc dáng thon gọn cho phụ nữ sau sinh. Và sau đây mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin. Và như các bạn có biết thì ước tính trên toàn cầu có khoảng 78 triệu trẻ em mới sinh không được bú sữa mẹ trong giờ đầu tiên, khiến trẻ có nguy cơ tử vong và bệnh tật cao hơn. Trẻ không được bú đủ sữa sẽ dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng, không tăng cân, chậm lớn, còi cọc, suy giảm hệ miễn dịch, mắc nhiều bệnh như ho, sốt, cảm cúm, tiêu chảy, trí não kém phát triển, trẻ chậm nói, chậm đi và nhận thức kém. Nguyên nhân là do chế độ dinh dưỡng không đủ chất, tinh thần căng thẳng, lo âu, trầm cảm cho con bú, vắt sữa không đúng cách, mắc các bệnh liên quan đến nội tiết. Vì vậy, để đủ sữa cho con, cần có biện pháp kích thích cơ thể tiết hormone prolactin tiết sữa, tăng hấp thụ dinh dưỡng và tăng cường chuyển hóa trong cơ thể mẹ, giúp tăng số lượng và chất lượng sữa mẹ. Chính vì vậy mà dòng viên uống X mẫu lợi nhi ra đời giúp sữa đủ cho con, dáng thon cho mẹ. Sản phẩm thì bao gồm các thành phần như cao thiên môn trùm, cao hương phụ, cao hoài sơn và cao diệp hạ châu. Từng loại thành phần lại có những công dụng khác nhau như cao thiên môn trùm được gọi là cây chăm trồng bởi tác dụng nổi bật với phụ nữ như là điều hòa miễn dịch, chống ung thư cổ tử cung, tăng sinh lý nữ, đặc biệt là giúp lợi sữa, tăng tiết sữa ở phụ nữ sau sinh. Trong rễ thiên môn trùm có tác động tích cực nhất định với các bà mẹ đang cho con bú. Nồng độ hormone prolactin tiết sữa trung bình tăng 3,5 lần, cân nặng của trẻ em sơ sinh tăng hơn 3 lần. Thứ hai là cao hương phụ. Cao hương phụ thì có vị cay hơi đắng, ngọt vào hai kinh can và tiêu tam tiêu, có tác dụng hành khí, giải uất, điều kinh, chỉ thống, chữa khí uất, ngực, bụng chứng đau, giúp sản phụ sạch nhanh sản dịch, hồi phục sức khỏe. Thứ ba là cao hoài sơn. Cao hoài sơn là cây củ mài thuộc họ dây leo cuốn, thân nhẵn, hơi có góc cạnh, màu đỏ hồng, thường mang những củ nhỏ ở nách lá, có tác dụng kiện tỳ vị, trị suy nhược, khí hư, giúp mẹ ăn ngon, hấp thu tốt. Và cuối cùng là cao diệp hạ châu. Cao diệp hạ châu có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, dùng làm chữa các bệnh về gan như xơ gan, giải độc gan, viêm gan, giúp trị viêm túi mật, thận, thống phong, sốt rét, thương hàn, kết lỵ, đau dạ dày, mụn nhọt. Dược liệu này còn được dùng như một loại thuốc giảm đau, kích thích ăn ngon, tẩy run, lợi tiểu, điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ. Và từ những thành phần đó thì tạo nên công dụng chính của dòng sản phẩm viên uống X mẫu lợi nhi giúp bình can, kiện tỳ, kích thích ăn uống, giúp ăn ngon miệng, tăng hấp thu, tăng chuyển hóa, giúp sản phụ lấy lại vóc dáng sau sinh, giúp tăng bài tiết và bài xuất sữa, giúp tăng số lượng và chất lượng sữa mẹ, giúp làm sạch nhanh sản dịch ở phụ nữ mới sinh, bổ ngũ tạng, bổ khí, phục hồi nâng cao sức khỏe sản phụ. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về liều dùng. Về liều dùng thì chúng ta nên dùng ngày 2 viên, nên uống trước ăn tối 1 viên và buổi tối trước khi đi ngủ 1 viên. Đối với phụ nữ sinh thường thì dùng ngay sau sinh và trong suốt quá trình cho con bú. Đối với phụ nữ sau sinh mổ, dùng ngay sau khi mổ 2 ngày và trong suốt quá trình cho con bú. Một số lưu ý thì chúng ta không cần phải ăn kiêng đồ ăn, thức uống, có thể dùng cùng với thuốc tây để sản phụ đang dùng thuốc tây. Về đối tượng sử dụng thì dòng sản phẩm dùng được cho phụ nữ đang trong quá trình nuôi con bú, phụ nữ ít sữa, mất sữa, tắc sữa, phụ nữ sau sảy thai. Và sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cũng vào 0 giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.